Kính thưa quý vị, tin từ Úc, một tòa án của Úc hôm thứ Tư ngày 23 tháng Giêng đã bác bỏ cáo buộc chống lại diễn viên hài James Desanor, biệt danh là Jimbo Bazubi, sau khi cảnh sát cáo buộc dê của ông đã ăn hoa ở trung tâm thành phố Sydney. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát của nhà ga The Rocks vào tháng 8 năm 2012 phát hiện dê của Desanor có tên là Gary đang nhai hoa bên ngoài bảo tàng nghệ thuật đương đại và phát vé phạt ông $440. Thẩm phán tòa án Sydney Caroline Barkell tuyên bố rằng không có bằng chứng cho thấy Desanor khiến dê của ông ăn những bông hoa với ý định phá hoại chúng. Phát biểu sau phán quyết của tòa án, Desanor cảm ơn luật sư của ông. Ông nói rằng tôi muốn cảm ơn các luật sư của mình và tôi nghĩ rằng con dê Gary đã dạy cho các cảnh sát một bài học đáng giá, đó là đừng có cắn đứt nhiều hơn những gì mà mình có thể nhai ngay được. Luật sư của Desanor nói với báo giới bên ngoài tòa án rằng lẽ ra không nên xé vé phạt. Hãy suy nghĩ về sự lãng phí tiền của người nộp thuế chỉ để phạt vì một con dê của họ đang ăn cỏ hoặc một số thực vật. Cảnh sát nên làm công việc cảnh sát thực tế như các đồng nghiệp của mình. Desanor đã mua dê Gary trong một hội bia ở thị trấn Girin ở bang Tây Úc vào năm ngoái.